CEO bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị tạm giữ khẩn cấp. Công an thành phố Hà Nội tạm giữ khẩn cấp đối với bà Vũ Thị Thúy, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội vừa ra thông báo số 5305/TB-CSDT-D hai về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ người đối với bà Vũ Thị Thúy. Theo thông báo, bà Thúy đã có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên. Sau đó, vị CEO bất động sản Nhật Nam đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, vi phạm vào khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Hiện bà Thúy đang bị cơ quan công an giữ người trong trường hợp khẩn cấp tại trại giam số 1, Công an thành phố Hà Nội. Bà Vũ Thị Thúy sinh năm 1983, là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam và chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần Sông Đà 1.01 SDC. Bà Thúy cũng là vợ ca sĩ Khánh Phương. Được biết, dưới sự điều hành của bà Thúy, công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam đã huy động vốn của người dân bằng việc cam kết trả lợi nhuận cao trung bình khoảng 46%, thậm chí tới 70% hay 80% một năm. Đồng thời, người dân chỉ cần ký hợp đồng và lĩnh tiền, không cần quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Không những vậy, nếu người dân bỏ vào công ty Nhật Nam số tiền 4 tỷ đồng sẽ lập tức được cấp sổ cổ đông và trở thành cổ đông chiến lược. Mỗi tháng ngoài lợi nhuận 46% mỗi năm, nhà đầu tư được lĩnh thêm 15 triệu đồng mỗi tháng. Bên cạnh việc tặng sổ cổ đông, Nhật Nam còn tặng cổ phiếu nội bộ cho các nhà đầu tư. Gói 100 triệu đồng được tặng 125 cổ phiếu, gói 5 tỷ đồng tặng 10.000 cổ phiếu. Với giá một cổ phiếu do Nhật Nam tự quy định là 16.000 đồng và cam kết 10 tháng sau, công ty sẽ mua lại với giá 20.000 đồng mỗi cổ phiếu, hoặc hơn thế. Theo tìm hiểu của thương gia, công ty bất động sản Nhật Nam còn chi cho việc phát triển hệ thống môi giới theo mô hình kim tự tháp tương tự phương thức đa cấp. Cứ 5 môi giới phát triển ra được 10 môi giới, mời chào được doanh số trên 10 tỷ đồng thì hưởng 7% hoa hồng. Ngoài ra, trong các buổi hội thảo, hội nghị huy động vốn đông người, công ty bất động sản Nhật Nam đã liên tục giới thiệu quảng cáo về sự xuất hiện của dàn cố vấn được cho là cán bộ có chức vụ đã nghỉ hưu để lấy niềm tin của các nhà đầu tư. Nếu ai đầu tư vào Nhật Nam mất tiền tôi đền, gửi tiền vào Nhật Nam tôi cam kết sẽ không bị mất, bà Vũ Thị Thúy, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam từng khẳng định. Tại một diễn biến khác, mới đây, chồng bà Vũ Thị Thúy là ông Phạm Khánh Phương, ca sĩ Khánh Phương đã bán hết 908.576 cổ phiếu SCC, chiếm 13,1% vốn điều lệ của công ty cổ phần Sông Đà 1.01. Theo đó, ông Phương không còn là cổ đông của Sông Đà 1.01, nơi bà Thúy đang làm chủ tịch. Còn công ty cổ phần tập đoàn Sông Đà Nhật Nam do bà Vũ Thị Thúy làm chủ tịch cũng thông báo đã bán hết 240.800 cổ phiếu SCC, chiếm 34.723% vốn điều lệ từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 8. Về cá nhân bà Vũ Thị Thúy, đến nay cũng chỉ sở hữu vỏn vẹn 22 cổ phiếu SCC.